Vâng, xốp dụng cụ nông nghiệp để gửi lời chào các bác. Thì để phục vụ các bác cái vụ bưởi tới này thì hôm nay bên em lại về rất chi là nhiều túi bọc bưởi. Một cái dòng túi bọc bưởi mới hết khá lâu, rất nhiều bác gọi hỏi nhá. Thì hôm nay bên cơ sở em lại có rồi. Và túi bọc bưởi thì em cũng chi tiết một chút để các bác khi mua được tham khảo này. Túi bọc bưởi nó có 3-4 loại cơ. Nhưng mà đợt này bên em chỉ có một dòng túi đẹp nhất như thế này thôi nhá. Không có loại bé. Loại bé này nó chỉ có hai mấy thôi. Nhưng cái túi này là 30 nhá, 30-35. Các bác có thể bọc nhãn này, bọc bưởi da xanh này, bọc hai trái bưởi cũng được nhá. Cái túi này nó rất chi là rộng và to này các bác này. Thì bên em với cái túi bọc bưởi này thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhá. Và dòng này là dòng đắt, nó có giá là trên 1.000 đồng một chiếc đây các bác ạ. Các bác mà làm vườn mà đang cần tới cái túi bọc này thì hãy liên hệ tới bên em nhé. Số lượng nhiều hay số lượng ít bên em sẽ bán theo nhu cầu của các bác. Các bác kể cả cần 100 cái hoặc 200 cái em cũng gửi. Và cái túi bọc bưởi này thì các bác sẽ tùy chọn theo cái mức độ quả bưởi các bác cần nhé. Các bác thì cần cái túi loại cỡ nhỏ như là túi giấy thì nó chỉ có mấy trăm đồng một chiếc thôi. Còn đợt này thì chỉ có hoàn toàn là túi vải nhé. Thế khi các bác mà xem được cái video của em thì hãy lựa chọn một cái dòng túi tốt như này để tái sử dụng được mấy năm. Thì cái chất liệu để làm nên cái túi này thì nó là vải mếch nhé. Cái vải mếch là cái vải mà may túi quần, túi áo đấy các bác, hoặc là những cái cồn cổ áo ấy, thì nó là cái vải này đấy, giúp các bác có thể sử dụng lên tới vài năm, dùng xong lại cất đi để vụ sau. Cái túi này rất chi là bền, đặc thù của nó là dây rút nhá, dây dù rút trắng này. Bởi vì riêng cái dòng túi đẹp thì lúc nào dây của nó cũng là dây rút nhá, dây dù rút. Còn loại túi rẻ thì của nó sẽ là bọc sắt, nó rất chi là nhiều dạng đấy. Nhưng mà đợt này bên em thì chỉ có một loại này thôi nhá, một loại túi to túi đẹp này. Thì qua cái thời gian vừa rồi mà hết ý, thì các bác mà xem được cái video này của em thì liên hệ lại luôn nhé, bên em sẽ gửi đến tận tay các bác với tất cả những cái dụng cụ làm nông nghiệp về bonsai. Thì một cái video ngắn này em chỉ nói về cái dòng túi bọc bưởi thôi. Bên em thì còn có túi bọc ổi, bọc mít, đầy đủ tất cả các loại để gửi tới các bác làm nông nghiệp nhé. Số lượng thì rất là nhiều. Túi bọc bưởi thì hàng chuẩn đẹp luôn đây này các bác này. Vâng, thêm một cái video ngắn này thì em cũng xin kết thúc ở đây. Các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn vào like, chuông và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Để mỗi lần em giới thiệu về những cái sản phẩm khác nhau, các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Các bạn